xem tướng ra tay đoán biết tính cách sức khỏe ngoài việc quan sát các gò ngón tay thì xem tướng ra tay cũng là một căn cứ quan trọng không nên bỏ qua trong khoa xem tay màu của bàn tay với các hiện tượng xảy ra ở ngoài ta có thể chỉ ra phần nào tính cách khí chất và sức khỏe con người da tay thường có bốn loại chính gồm da trắng da vàng da đỏ và da nâu gần như đen xem tướng ra tay thì cần tập trung vào phần da lòng bàn tay kết hợp cùng da trên bề mặt tay sự phân tách màu da tay phải căn cứ vào sắc thái chủng tộc Chúng ta là người Việt nên màu vàng của bàn tay sẽ khác với màu vàng của người Pháp hay Ấn, nên quan sát da tay dưới ánh sáng tự nhiên, vào lúc sáng sớm mới ngủ dậy, xem tướng da tay theo màu sắc. Da tay trắng có ý nghĩa gì? Da tay có màu trắng cho thấy người đó rất tinh tế, tình cảm phong phú, làm việc gì cũng rất cẩn thận, kế hoạch chu toàn, biết tận dụng cơ hội, cảnh giác cao, phản ứng nhanh nhẹn, biết nhìn thấu cuộc đời và hiểu niềm vui cuộc sống, có khả năng nghệ thuật và óc thẩm mỹ, rất thích văn học nghệ thuật. Da tay trắng và mềm cho thấy chủ nhân là người trầm tĩnh, hơi chậm chạp. Nếu màu da tay quá trắng thì người đó tình cảm phong phú và yếu đuối, không vượt qua được thử thách và cú sốc, sẽ vì quá lo lắng, cẩn thận mà do dự, chân chừ và ích kỷ tư lợi. Nếu da tay không quá trắng, hơi xám hồng và những mạch máu nổi rõ thì chủ nhân là người khoan dung, tốt bụng, có tinh thần và sức khỏe khá. Nếu da tay trắng xanh, nhiều gân xanh nổi lên, có khi mang sắc tím, lúc nào cũng lạnh ngắt thì chủ nhân là người có khí huyết kém, tạng người rất yếu da tay trắng dễ biến sang màu khác thì chủ nhân là người rất nhạy cảm, buồn vui vô chừng. Tướng người da tay trắng hơn da mặt. Nếu người có da tay trắng hơn da mặt thì đây là một quý tướng, cho thấy họ là người giàu có, hậu vận tốt đẹp. Da tay đen có ý nghĩa gì? Da tay có màu đen cho thấy người đó có tâm tư hời hợt, phản ứng chậm chạp và tính cảnh giác không cao. Làm việc qua loa, đại khái, tính cách phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, được sao hay vậy, lòng dạ ngay thẳng, rất kiên nhẫn, nhiệt tình làm việc và trung thực nếu da tay có màu nâu đen mà khô thì chủ nhân là người ưu tư có tham vọng đầu óc chỉ huy thích ra lệnh không muốn ai cãi lại nếu da tay tím bầm đen xám ngắt thì chủ nhân là người cộc cằn hung tợn độc ác tướng người da tay đen hơn da mặt nếu người có da tay đen sạm hơn da mặt thì đây lại là phá tướng cho thấy chủ nhân rất vất vả da tay nhuận hồng có ý nghĩa gì bàn tay hồng hồng hơi nổi gân xanh cho thấy chủ nhân là người hiền lành hòa nhã khôn ngoan đức độ bàn tay nhuận hồng ôm đều ra tận đầu ngón tay thì chủ nhân là người khí huyết đầy đủ khỏe mạnh sáng suốt da tay đỏ có ý nghĩa gì người có da bàn tay đỏ là người yêu đời hoạt động mạnh có khi khờ khạo hoặc ngược lại là khát máu họ cũng là người nóng này thích dày đây mai đó người thực tế dễ sôi nổi nếu bàn tay quá đỏ gần như tím thì chủ nhân là người yếu sức lười nhác nếu da màu đỏ ửng vàng thì chủ nhân là hoạt động hăng hái quân bình ý chí da tay vàng có ý nghĩa gì ra tay vàng cho thấy chủ nhân là người dễ xúc động bản tính nản lòng chán đời nhưng cũng có thể là nghệ sĩ ở mức cao tuyệt đỉnh nếu ra bàn tay màu vàng tranh thì chủ nhân là người nóng tính hay nổi khùng và độc ác xem tướng ra tay theo tính chất ra tay mềm mại có ý nghĩa gì ra tay mềm mại cho thấy người đó luôn quan tâm đến bất kỳ sự vật nào dù vụn vặt tính cách rất nhạy cảm bốc đồng và có tính trẻ con việc gì cũng chỉ làm theo ý mình nhưng không chịu được thử thách và khổ luyện ra tay mà mềm dẻo hơi gian gieo thì chủ nhân thích gây gổ, làm người khác bực dọc. Điều này đặc biệt đúng khi chủ nhân có móng tay ngắn, nhỏ hoặc bao thịt. Da tay láng mịn có ý nghĩa gì? Làn da láng mịn là tốt nhất, những người có làn da này thì sức khỏe tốt, tình cảm phong phú và có lý trí, lạc quan, tiến thủ, khí chất tốt, đa tài đa nghệ, tính cách hòa nhã, ngay thẳng, thông minh trí tuệ, có tình yêu thương, có quan hệ xã hội và xử thế tốt, tích cực sáng tạo trong sự nghiệp và sẽ thành công lớn. Tuy nhiên, người có làn da tay nhãn nhụi lạnh và bất động không thay đổi nhiều trước tác động nóng lạnh thường là người ích kỷ ít xúc cảm da tay khô có ý nghĩa gì người có tướng da tay khô là người có năng lượng mạnh mẽ và kiên trì họ thiên về tính thực tế làm việc chắn chắn da tay bóng có ý nghĩa gì da lòng bàn tay lúc nào cũng bóng như xoa dầu thì chủ nhân bị nhiều bệnh kinh niên thường hay ốm đau nhiều hoặc ít chúng ta cần phối hợp quan sát cả những bộ phận khác trên gương mặt để có thể đưa ra được những nhận định chân thực gần sát với thực tế nhất